Xin chào các bạn, hôm nay là thứ bảy và theo thường lệ thì thứ bảy Hà sẽ chia sẻ một cái đúc kết trong những cái câu chuyện mà Hà có dịp được ngồi trò chuyện với lại các anh, các chị, các bạn ở trong nghề. Thì một cái điểm mà Hà cực kỳ thích đó là những người này họ rất rất quyết đoán, cái là decisiveness của họ là cực kỳ mạnh.